Nào thầy, thầy nhân a thước. Trời ơi, đỉnh cao vãi cả trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game So Work As So Never Seen. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Nếu clip này được 3.000 like thì chúng ta sẽ tới với clip tiếp theo. Ok, let's go. Thì như các bạn biết đấy là tập trước mình đã luyện lên level 39 và mình cũng chả có luyện thêm gì, bởi mình nghĩ là hiện tại mình đang rất là mạnh các bạn ạ. Và các bạn kêu mình ấy là để face cam ở góc phía trên màn hình. Tuy là mình sẽ để dịch qua bên đây cho các bạn xem à. Chứ mình không muốn để lên trên góc màn hình các bạn ạ. Nhìn nó cứ sao sao ấy, bởi vì là cái phần dưới của mình ấy nó không có nhìn hết được đâu, cho nên là nó chỉ tới đây thôi. Bây giờ mình để lên trên nhìn nó hãm đó các bạn ạ. Mình quyết định là mình để ở dưới đây nha. Rồi, thì hiện tại là mình đã luyện tất cả lên rank bạc rồi nha mọi người. Đều là 8.000 này. Đấy, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 gì đấy. Ok, và mình đã lên cấp. Mình sẽ cộng cho cái điểm nào thấp nhất nha. Đó chính là cái điểm linh hồn này. Cái điểm linh hồn này luyện cực kỳ lên, cực kỳ lâu luôn các bạn ạ. Vì thế mình quyết định là mình sẽ luyện cho nó trước. Và đây là những cái món đồ ở tập trước mình đã rèn được. Và rất là nhiều bạn kêu là mình cầm cái búa đi, bởi vì cái búa nó rất là mạnh trong mấy cái việc mà nó khiến cho quân địch bị stun các bạn ạ. Mình không hiểu là cái búa ấy, cơ chế nó là gì ấy, nhưng mà có một bạn nói mình đấy là kinh nghiệm đã phá đảo của bạn đấy là bạn ấy dùng cái búa để đập stun liên tục. Đó. Thì đam nó hơi bé đúng không? Đam nó hơi bé này, nhưng mà thôi kệ, không sao. Và skill của mình được cộng thêm một điểm nữa. Mình cứ cộng bừa đi à. Mình không biết cộng ở đâu nữa, bởi vì là căn bản mình không biết cộng ở chỗ nào ấy các bạn. Và đồ nó ghi là có một món mình có được một cây cung mới và một cây vũ khí mới gọi là Chaka hả? Ủa sao giống cái phi tiêu ở kiểu của bạn Naruto vậy ta? Các bạn thấy có đúng không? Khá là giống à. Rồi, mình có 7 vàng. Mình có 7 vàng thì mình sẽ không đủ để update cái trại lên các bạn ạ. Update cái doanh trại huấn luyện lên thì chúng ta cần 8 vàng cơ. Và một tí thì mình sẽ quay trở lại mình update sau. Bây giờ thì cùng vào đây để xem là mình mình mới nhận tiền ở đây rồi, cho nên mình cũng không có cái gì để có thể gửi cho ông này hết. Và tập trước có rất là nhiều bạn nói là mình phải học cách vào đây để học đấy, để tìm cách phải nói như nào nhỉ, tìm cách để thuần phục thú các bạn. Và mình phải mang sáo, mình phải mang kèn theo để mình thổi kèn cho mấy con thú thì mình mới thu phục được nó. Khó lắm anh em ơi. Ở trong đây thì sao? À, mình có thể thuê hai thằng này rồi, nhưng mà hai thằng này nó yếu lắm các bạn ạ. Nó chỉ giúp đỡ cho mình trong vòng 2 turn đấu thôi, nhưng mà chúng nó cực kỳ yếu nhá mọi người. Mình tính mua thằng phù thủy xem thế nào, nhưng mà thôi lỡ rồi, mua này luôn. Và về nhà để mình nâng cấp căn nhà thêm nào. Hiện tại là cần nâng cấp một phát cũng cần 5 vàng các bạn nhá. Mà nâng cấp căn nhà đấy thì kinh nghiệm sẽ tăng nhân 3.7 lần. Đó. Nâng cấp một phát thì nó nhân thêm 0.1 lần các bạn ạ. Và tốn tới 7 vàng. Wow, chua xót thế. Bây giờ mình sẽ vào chợ. Vào chợ thì ui. Vậy các bạn thấy chưa, hàng chợ nó bán này. 172 vàng, nhẫn chiến binh này, một cuốn sách sự thật. What? Một cuốn sách sự thật về ngôi làng này à? Đây là một cái cỏ màu bạc à? What? Cỏ 4 lá màu bạc. Và đây là một cái Timer Basket. Cái này như là cái thời gian để thu phục cái sao ấy, đúng không mọi người? Bởi vì mình cũng có chơi cái tựa game ARK, mình thấy cái từ tam này quen quen này anh em. Ở đây có hai chị, một chị béo, một chị gầy. Rồi, và không linh tinh nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi tiếp. Cố gắng trong tập này chúng ta sẽ vượt qua cái chapter 2 nha. Mình không biết là có tất cả bao nhiêu chapter, nhưng mà cái chỗ này như là chỗ thuần phục thú đúng không các bạn? Từ từ. Chỗ này cũng là chỗ câu cá hả? Sao nó toàn là chỗ câu cá vậy ta? Không có chỗ để mà thuần phục thú à? Từ để mình vào mình câu nghịch một cái đã các bạn. Dù sao thì cũng không có gì để làm đúng không nào? Thằng này nó tay nó không khí với chân là không khí các bạn ạ. Tay của nó với chân nó là không khí các bạn ơi. Từ từ, mình chưa học cách câu quen. Bạn nào biết cách câu quen thì chỉ với nhá, bởi vì mình cũng chưa biết cách câu ấy. Mình câu nó chưa có quen đấy. Cho nên mình sợ là mình câu không được. Ôi mất luôn. Ném xa cái nào. Mình nghĩ là ném gần thôi, kéo vào cho dễ các bạn ơi. Đấy. Kéo như nào ta? Mình vẫn chưa rõ cái cơ chế để kéo với cái con cá đấy các bạn ạ. Ui giời. Nhưng mà nếu mà đỏ quá thì nó sẽ bị đứt ra đúng không? Vậy là phải nhẹ nhàng từ tốn thôi anh em ơi. Nào, đừng để nó đỏ quá. Nếu để nó đỏ quá thì sẽ mất. Ok. Nào, câu. Đỏ đây. Phải biết gọi là phải biết là gọi là lấy nhu khắc cương các bạn ạ. Đó. Nó cương thì mình nhu. Ui. Ê, có khi nào nó bơi mất không? Ấy. Đang đà các bạn ơi. Ui, câu mấy con này mất thời gian đấy nhở. Vãi đạn.
Ai nó cứ nhảy ra này. Wow, đây rồi. Vãi, sau 1 tỷ năm chúng ta đã câu được một con cá kim cương. What? Cá kim cương. Ê, hấp dẫn nha. Mình câu được một con cá kim cương các bạn ạ. Diamond fish. Ok, lại câu tiếp. Mình nói thật các bạn nhá, câu cái trò câu cá này khó vãi. Hồi nãy mình câu mãi mới được một con đấy các bạn. Đấy, nó cứ đỏ cái dây là chúng ta phải dừng lại nha. Đó, đỏ cái dây là lập tức dừng lại. Ố, có vẻ con này khá là dễ câu hơn này. Được đấy ạ. Lại một con cá kim cương nữa. Hai con. Mình không biết là nếu mà chúng ta câu được quá nhiều cá thì nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên ấy là mình cứ tưởng là chỗ này mình sẽ bắt thú chứ. Dưới đây câu cá trên đây bắt thú chứ. Nhưng mà cũng chỉ là câu cá đấy các bạn ạ. Vậy là mình có thể bắt thú ở đâu? Bạn nào biết bắt thú ở đâu thì comment ở dưới cho mình biết với nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ... Ui, thằng này nó cấp 89 ạ. Vãi đạn. Bắn cái nào, bắn cái nào. Cái này có chiêu... Đỡ ngay. Né ngay. Ôi, nó đánh thằng em mình. Đánh thằng em tao. Em mình khỏe quá các bạn. Em mình khỏe quá trời luôn á. Ê, đỡ. Thằng em mình khỏe. Ui, Super Cell. Nó ghi Super gì á. Ôi, bây giờ bọn này bắt đầu khỏe đấy em. Thằng em của mình khỏe phết. Đấy, tương vào mồm đó. Thằng em. Nhơn. Ui, 110k đam, mạnh phết. À, thầy cầm song kiếm à. Thằng em mình mạnh phết anh em. Đỡ. Mình cứ tưởng thằng em của mình nó yếu. Ai ngờ thằng em của mình mạnh vãi. Nhơn. Nhơn. Assassin à. Ui, ba thằng. Nhưng mà thằng em của mình nó mạnh lắm anh em. Bắn cung độc. Nhơn. Ui, sao con này crit đam liên tục luôn. Ê. Ê, ui, vãi, né không kịp anh em. Nào. Bữa bắt đầu đó. Đỡ đi. Nào. Crit đam. Super Cell. Super à. Cái Super Special là cái choáng anh em ạ. Ở mình đỡ. Khi nào nó đánh mình ấy, mình đỡ nó không bao giờ dính nhá. Mình bị giảm đam hay gì anh em. Ủa đấy. Lúc mà mình không để ý thì nó đập mình. Khôn lói đấy. Ui thằng này trâu thế. Ủa nó cấp 90 anh em ơi. Bây giờ mới để ý. Ủa nó cấp 90 lận. Bắn cung. Quạc. Nhơn. Đỡ. Đấy khi nào mình đỡ nó không bao giờ đánh mình nhá. Đỡ. Ui không kịp anh em. Mình đỡ chậm quá nhờ. Mình không có try hard cái game này ấy. Cho nên là mình đánh nó hơi chậm. Vỡ mồm. Đỡ. Đấy khi nào mình đỡ chuẩn thì nó không đánh mình các bạn ạ. Nhờn này. Khỏe thế. Đánh dai. Đó. Không counter ta. Bắn cung nó. Đó. Nhờn. Ua. Bắt đầu bây giờ mấy con quái đấy nó cân tài cân sức cho mình rồi anh em ơi. Ủa khá nhiều đồ. Ua. Bây giờ đánh được nhiều tiền lắm các bạn ơi. Đánh được quá trời tiền luôn. Hình như là phòng thủ của mình cũng tăng khá là cao đấy mọi người. Hình như trên đây là chùm cuối hay sao này anh em. Để mặc bộ đồ mới vào. Đây. Có áo vú màu vàng rồi anh. Màu đồng rồi. Áo vú đồng rồi. Có một cái nhẫn mới. Nhẫn này thì cộng counter dam à. Được, mình sẽ đeo nhẫn này. Cái nhẫn này sao? Nhẫn này là Chan of Free Speakle là sao? Nhẫn này cũng cộng dam này. Counter dam. Ok, mình vừa có run dam vừa có counter dam luôn. Vừa có tấn công vừa có phản công luôn anh em. Tỷ lệ counter là rất là mạnh nha mọi người. Ui sao bây giờ bọn này cấp 9 mấy rồi anh em. Mình mới cấp 39 nó cấp 9 mấy rồi. Dã man. Né ngay. Đậu phộng. Một ném vào mặt. Ui cái phi tiêu của mình mạnh thế. Đỡ. Ừ. Loạn hết cả lên. Ui sao nó ném phi tiêu nhiều thế. Ui sao mình lấy đâu nhiều phi tiêu ném ấy nhở. Bắn cung à. Bắn cung. Đập vào đầu nó. Không ăn thua. Ờ mấy cái thằng gồng này. Nó chỉ đứng là gồng để tăng sức mạnh thôi các bạn ạ. Nó không đánh mình. Nhưng mà nhìn cũng có vẻ mạnh nhỉ. Nhìn có vẻ mạnh đấy. Mà không biết mạnh đến mức độ nào thôi. Nào. Lại đứng gồng tiếp. Hình như nó gồng 2 turn nó mới đánh các bạn ơi. Bắn vào mặt nó là gồng. Gồng này. Gồng này. Gồng này. Này tấn công mình nè. Nè ạ. À nó nổ các bạn ạ. Cái gì đây. Cái gì. À. Nó xem mình là quái vật các bạn ạ. Nó xem mình là ác quỷ à. Phải không? Nếu mình nhìn không nhầm nó xem mình là ác quỷ. Này thì ác quỷ này. Mày kêu ai là ác quỷ cơ. Choáng luôn. Đỡ luôn. Đậu phộng. Ui thằng gồng. Đứng gồng. 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 À bắn từ tên độc nhỉ. Lúc đó mình chưa bắn tên độc phát nào. Thằng này nó phát nổ ra nhá. Tên độc. Ui mình khỏe thế. Khỏe dã man, thằng ấy nó tự hủy các bạn ạ. Nó tự hủy anh em ơi. Nhờn này. Múc nó em ạ. Có skill xài hết ạ. Bắn trường. Bắn trường cũng 18k máu rồi các bạn ơi.
Nào, đỡ. Không, đây là chưa counter được phát nào. Mình đang suy nghĩ là tí nữa mình sẽ dùng cái sáo để mình thổi sáo cho mấy cái con thú các bạn ạ. Bởi vì bọn này không phải là thú nên là mình chưa thổi. Để tí gặp con thú rồi thổi xem sao à. Ui, được cái mũ mới anh em ơi. Mũ đồng, mũ đồng. Rồi bây giờ mình chuyển qua thời kỳ đồ đồng rồi. Ui, 46 vàng. Vãi đạn. Dầu to rồi, thằng này đi rồi anh em ơi. Thằng này lại cái té rồi. Đây, cái vòng này vòng cuối đây. Đâu để mình xem lại cái mũ đồ. Có mũ đồng này, đó. Đôi giày đồng. Mình đã đến thời kỳ đồ đồng rồi các bạn ạ. Chuẩn bị tới thời kỳ đồ Scarlet. Ngon nhỉ. Đồ Scarlet nó cộng nhiều lắm ấy, mọi người. Rồi, đi về nhà. Ơ, chết rồi, vẫn nhầm thôi. Sao mình lại chui ở đây? Mấy chấu này mình đánh một phát chết đấy mà. Một phát. Đấy, tự nhiên mình chui ở đây, mình chui nhầm chỗ các bạn ạ. Nhầm động. Một bữa một thằng. Ủa sao bọn này cấp cao quá ta? Chúng nó cấp 50 hết rồi nè. Mình mới cấp 39 mà chúng nó yếu vậy. Thôi, chém nhẹ một cái. Bọn này cũng mạnh phết rồi nhỉ. À quên, mình muốn thổi sáo cho mấy thằng này, muốn thổi kèn cho mấy thằng này mà quên mất. Rồi, đi về đã. Mình vẫn nhầm các bạn ạ. Bây đi về nhà này, cái thứ nhất đi về nhà để mình nâng cấp cái sân tập lên. Đó. Nâng cấp cái sân tập lên để cho tập được nhiều điểm hơn này. Ui. Update. Rồi, update hết một đống vàng mà lên được có 2 miếng các bạn ơi. Ok, cũng được. Nhưng mà bây giờ mình đi làm nhiệm vụ được nhiều tiền hơn đấy các bạn. Với cả ui, gửi tiết kiệm ngân hàng cũng được nhiều tiền hơn. Hiện tại là mình đã đi tới thế kỷ đồ đồng rồi các bạn ạ. Có được 2 món đồ đồng rồi. Từ từ chúng ta sẽ nâng cấp sau. Gửi thêm 172 vàng ta mới gửi ngân hàng tiếp được. Và chúng ta được 4 vàng một ngày nha mọi người. 4 vàng một ngày. Mình vào thợ rèn xem nào, mình có thể rèn được bộ đồ mới chưa. 215 vàng chúng ta sẽ xẹt rèn được bộ đồ Scarlet. Ok. Mình cần phải sưu tập 215 vàng. Không quan tâm lắm nhưng mà ok, chúng ta sẽ tiếp tục. À quên, đang định về thuê thằng đệ đó các bạn. Về thuê thằng đệ đã, chúng ta tiếp tục đánh. Rồi. Thuê này đi, thằng kia mấy ngày nữa mới xuất hiện cơ. Thằng Jin này không biết nó mạnh không ta. Nó là phù thủy đấy các bạn. Mình nghĩ là mình không bao giờ xài cái gậy nên mình sẽ chọn thằng này là phù thủy nha. Ok, ui thằng này nhìn ngầu đấy. Thằng này mặc bộ đồ quế gì này. 219k máu. Ủa, nó còn vip vào mình nữa anh em. Đỡ ngay. Thằng này nó còn vip vào mình nữa anh em. Nhưng mà nó trưởng có 20k máu người ta. Thằng này Sida rồi. Mình cứ tưởng nó tấn công mình ấy. Nó chuẩn bị nhảy rồi các bạn ơi. Nó nhảy rồi. Xúc nó. Này nó nhảy này. Quá nhảy không né được mà. Né. Không né được anh em. Mình canh né rồi mà không né được. Nhơn. Nhưng mà vẫn bừa được. Ui. Pussy. 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 Ủa con này ghê thế. Đại tướng luôn anh em. Con này nhìn nó ngầu rồi, nó tắt cái nơ này các bạn. Ủa nó tát phát kìa. À mình có thổi kèn được không ta. Thổi kèn cho đại tướng. Thổi kèn cho đại tướng. Thổi kèn, thổi kèn. Là sao? À con đấy là không bị thu phục đâu. Ui tát chết thằng đệ của mình rồi anh em. Ui thằng đại tướng nó mạnh lắm anh em ơi. Bù xỉ. 800k máu. Ua. Câu tờ. Ua. Đỉnh. Đỉnh chứ anh em. Nhơn. Bắn trượng. Đỡ. Ui đỡ rồi mà nó vẫn phá được. Né. Mày. Bắn. 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 Bắn tiếp. Ui nó không sao các bạn ơi. Bắn. Bắn mỏi tay luôn. Đỡ. Mày nhơn. Đậu phộng. Mày nhơn. Nào giết nó. Ui nó khỏe lắm anh em ơi. Hết đỡ rồi. Hết chiêu đỡ rồi. Né. Mày. Wow. Ui nó khỏe quá các bạn ơi. Wow. Thằng này nó khỏe quá. Thằng đội nơ. Thằng đội nơ nó khỏe quá anh em ơi. Có lẽ mình phải đi học thêm skill thôi. Chứ thằng đội nơ nó khỏe quá các bạn ạ. Rồi mà đầu tiên chúng ta sẽ luyện đó chính là chém táo tiếp. Ôi các bạn ơi. Lần trước là mình giả vờ với các bạn một tí cho nó vui thôi. Chứ mình sắm mắt là mình chém được. Bây giờ mình chờ còn chơi game làm gì nữa các bạn. Mình đùa với anh em tí funny thôi. Anh em tí vui thôi. Anh em đừng có tưởng thật nhá. Chứ thực sự là lúc ấy mình mở mắt mình ghép vào đấy mà. Trời ơi. Các bạn ấy cứ nghĩ là mình cao siêu đến mức đấy. Mình chết luôn đấy. Bây giờ mình chém mấy quả táo rồi cho các bạn xem này. Cực kỳ gà luôn. Nhưng mà bây giờ muốn lên rank vàng chắc là lâu. Mình nghe nói đấy là lên rank vàng xong là lên rank kim cương luôn. Kim cương xong lên rank master. Bạn nào không biết là đã có bạn nào phá đảo game này chưa. Chứ mình thấy là cái game này hơi khó để phá đảo đấy các bạn. Đấy. Mình combo tối đa được là 400 mấy vậy.
Mình sẽ cố gắng được 400 mấy nhá. Nhưng mà các bạn nhìn này, trời ơi, nó bay thế kia thì sao mà mình đỡ được anh em. Đó, cực kỳ khó luôn. Chắc là bây giờ mình phải luyện lên rank vàng thì mình mới dám đại chiến lại với con kia các bạn ạ. Các bạn thấy sao? Mình phải lên rank vàng mới dám đại chiến với con boss kia. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần luyện tấn công với phòng thủ lên rank vàng thôi là mình đại chiến với con boss kia được rồi. Wow, các bạn thấy không? Rồi mình vừa mới chơi được một quả combo cực kỳ dã man luôn. Đó, mình vừa chơi được một quả combo cực kỳ kinh khủng luôn. Rồi bắt đầu lên 300 rồi này, không biết là cái combo này mình có lên được 400 hay không. Cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Thế các bạn nhìn có vẻ dễ vậy thôi chứ các bạn mà vào chơi các bạn thấy là rất là hoa mắt tại đó. Trời ơi các bạn thấy không? Hoa mắt luôn. Mấy cái quả mà nó nhảy vào vậy đấy, cực kỳ hoa mắt luôn. Mình không thể nào mà giải được luôn đấy các bạn. Khó thế. Cái game này sinh ra là khó rồi các bạn. Game này sinh ra là khó rồi. Không phải dành cho những đứa chậm chạp như mình. Phải những bạn nào mà phải nhanh nhá. Các bạn phải cực kỳ nhanh luôn các mới chơi nổi. Chứ các bạn mà chậm tay, các bạn chơi chậm tay như mình nhé, các bạn được cùng lắm là combo 400 thôi, chứ các bạn không lên được combo 500, 600 đâu. Mình thấy ở nước ngoài đấy, có nhiều người ta lên cả combo 1000 nữa các bạn. Chả hiểu sao luôn, quái vật luôn đấy các bạn. Mình thấy là lên được combo 700 là mình mừng hết lớn rồi. Mà nhiều người ta đánh được lên combo 1000, chắc người ta phải luyện tập ghê lắm ấy các bạn. Người ta mới lên được combo 1000. Sợ đấy. Ua, mình lên cấp 40 rồi. Ua, 41 luôn. Ủa sao cái này lên cấp nhanh thế nhở? Hình như là mình sử dụng cái này thì mình lên cấp nhanh hơn hay sao các bạn? Mình nâng cấp cái chạy lính thì lên cấp nhanh hơn. Rồi, vậy là cái điểm tấn công của mình lên 9000 rồi. Bây giờ mình sẽ luyện phòng thủ à. Rồi, let's go boy nào. Luyện phòng thủ thì nó lại dễ quá các bạn ơi. Luyện phòng thủ là cực kỳ dễ luôn đấy, bởi vì là nó chỉ đi theo một cái đường như thế này thôi. Các bạn thấy không? Nó chỉ đi theo một cái đường như này thôi. Mình không biết là các bạn có muốn mình xem mình luyện tập hay không, bởi vì là mình sợ là các bạn sẽ không muốn xem mình luyện tập ấy, bởi vì là luyện tập nó rất là nhàm ấy các bạn. Thì nếu như mà các bạn muốn mình xem mình luyện tập thì mình sẽ luyện tập ở những tập clip tiếp theo cho các bạn xem nhá. Còn các bạn không muốn mình xem mình luyện tập thì các bạn cứ comment ở dưới để mình biết. Mình sẽ cắt, mình sẽ không cho các bạn xem cái khúc luyện tập nhá. Đấy, còn nếu các bạn muốn thì mình sẽ vẫn cứ quay khúc luyện tập cho các bạn xem thôi. Đó. Nói chung là mình làm theo yêu cầu của các bạn đấy. Nên là các bạn cứ yên tâm nhá. Ui chưa đâu sao nó càng ngày nó càng vào. Ui, càng ngày nó vào càng nhanh cái này. Vãi đạn. Mình thấy cái đỡ này đấy, nó cũng hơi khó. Cái đỡ này nó hơi khó đấy. Đó, bắt đầu hoa mắt luôn. Thôi hoa mắt luôn anh em. Cái đỡ này nó khó hơn cái chém bởi vì nó vào nhiều quá. Trời ơi. Mù mắt. Cố lên, combo cao lên. Rồi. Để xem mình có lên được combo 45. Ui giời, 382. Đã nói lên combo 400 mà có vẻ không được rồi. Khó quá các thím ơi. Ủa. Mình ghét mấy cái luyện tập này. Mình chỉ muốn đi đánh nhau thôi. Mình cũng biết thừa các bạn muốn đi đánh nhau thôi. Bởi vì cái luyện tập này nó rất mất thời gian. Và không những mất thời gian, nó còn đau hết cả mắt nữa các bạn. Thề luôn á. Các bạn nhìn này. Cứ phải cuốn vòng rồi đau hết cả mắt, nhức hết cả tai. Nhưng mà cái luyện tập đỡ này thì nó lên sao nhanh đấy các bạn. Mình thấy vậy. Cái luyện tập đỡ này lên sao cực kỳ nhanh luôn. Ok, mình sẽ đi ra. Xem có lên cấp 42 chưa. Ui lên được có tí thôi các bạn ơi. Lên cấp luôn này. Lên 2 cấp luôn. Dã man. Luyện tí và lên 2 cấp được cộng 500 điểm luôn. Ê. Mình sẽ luyện cái tấn công lên vàng. Mình nghĩ là mình sẽ luyện cái tấn công lên vàng. Chỉ cần một combo thôi là mình sẽ luyện được lên vàng rồi các thím ơi. Mình sẽ luyện lên vàng cho các thím xem. Không biết lên vàng thì cái chiêu thức nó sẽ thay đổi như thế nào nhỉ anh em nhỉ. Mình cũng háo hức quá. Mình nghe nói lên vàng là có ông thầy vào, nhảy vào rồi các bạn. Có ông thầy dạy võ của mình nhảy vào rồi. Không biết là ông ấy mạnh không. Mình hy vọng là ông ấy đừng có mạnh quá. Chứ ông ấy mạnh quá thì mình cũng chịu thôi. Ông nhảy vào chỗ mình luyện tập thôi các bạn. Ở phần 1 là mình nhớ là mình khử ông thầy rồi mà ta. Bây giờ lại có thầy mới à. Phần 1 đã mạnh thế rồi mà phần 2 vẫn phải kiếm thầy mới các bạn. Mình nghĩ là phần 1 là mình đã gọi là bá chủ rồi. Thế quái nào vẫn phải gặp lại ông thầy ở phần 2. Vẫn phải gặp thầy các bạn. Lẽ ra mình phải làm thầy người ta. Hay ông thầy của này chính là cái ông, chính là mình của phần 1 ta. Nghe nó hơi khó hiểu nhưng mà mình nghĩ là ông thầy này chính là mình của phần 1 đấy các bạn. Rồi bây giờ phần 2 thì mình lại gặp một ông thầy khác. Ui, cái gì này. Ua, mày quá vẫn thoát được các bạn. Khó thế. Ủa nhìn nó hoa hết cả mắt luôn anh em. Ua, Bắt đầu nhanh. Rồi vào cái này thì chịu đấy anh em. Mình nói thật. Cái này phải im lặng. Ua. Lên.
Anh em xem là lên combo bao nhiêu nhá. Mình sẽ cố gắng lên combo 400 thôi. Ui, rồi bay vào quả này thì. Rồi, combo bao nhiêu vậy anh em? Thực sự là mình đang quay clip mình không biết là combo bao nhiêu hết các bạn ạ. Vãi, nhưng mà có vẻ như quả này hơi bị căng đấy. Đấy, lên vàng thôi. Yes, 10.000 điểm mà lên vàng hả anh em? Chắc là lên nhiều kinh nghiệm lắm. Ủa, lên một cấp luôn. Để mình vào trong đây mình xem thử người ta. Trên đây nó có gì nhá, mình nghe nói là có ông thầy. Ủa cái gì đây? Hình như là nó sẽ không có mấy quả táo bay ngang nữa thì phải. Mình vẫn chưa thấy một quả táo bay ngang nào các bạn ơi. Thôi, toàn quả táo bay kiểu này thôi. Lên thanh vàng là toàn kiểu táo bay kiểu này thôi anh em ơi. Không có quả táo bay ngang nữa rồi. Trời ơi, vãi đạn. Ủa, thế này thì. Các bạn ơi, đúng rồi, nó sẽ không có mấy quả táo bay ngang nữa phải không? À, vẫn có. Vãi, mình tưởng không có mấy quả táo bay ngang nữa cơ. Không có, chắc mình chết luôn đấy các bạn. Cực kỳ khó luôn. Ok. Ôi, bên này không có gì. Ấy. À đấy. À. Cái gì, đúng rồi, có thầy. Đúng là có thầy. Nhơn. Nhơn. Ủa, tưởng tôi không biết võ à. Nhìn đấy. Hực. Chả. Wow, hay nha. Đúng là có ông thầy nhảy vào thật các bạn ơi. Wow. Nào. Nào, thầy đâu? Vậy là không biết là lên rank cao thì nó còn có thêm cái gì nữa ta? Nào, 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 nào. Ui, nào, ạ. Chưa có quen anh em ạ. Nào, thầy, 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 nhơn, ư, a, thước. Trời ơi, đỉnh cao vãi cả trường. Ok, tuyệt vời các bạn. Mình có cảm giác là mình đang gọi là luyện võ một cách tích cực luôn đấy các bạn. Luyện võ với thầy luôn anh em. Thầy nhảy vào tấn mình luôn. Nhưng mà tiếc quá, tiếc với thầy quá là đỉnh đẳng cấp của mình nó cao quá. Thầy chơi không lại. Nào, thầy đâu? Thầy! Dạ! Dạ! Hua! Hua! Trời ơi, thầy tuổi luôn. Dã man không em? Trời ơi, lên, các bạn nhìn lên anh vàng nó luyện này. Thế này thì sao mà mình đỡ nổi rồi anh em? Ôi, trời ơi, nó khó. Trời ơi. Nhưng mà mình thấy thầy vào thì dễ hơn đấy các bạn. Thầy thì dễ đỡ hơn đấy. Nào, thầy đâu, nhảy vào. Còn thầy là dễ đỡ cái này anh em ơi. Cái này nhìn nó chóng với cả mặt luôn. Đó, chịu luôn. À đây đây, thầy cha cha đây. Chơi nốt quả cha nè. Thầy đâu, ủa. Nhơn. Ngựa. Nhơn, thầy. Tuổi luôn. Mình thấy thầy vào thì nó dễ hơn đấy các bạn. Dễ hơn mấy cái quả này. Rồi, mình sẽ chơi một cái lần cuối để xem mình lên được bao nhiêu combo nha mọi người. Nó vào nhiều khi nó vào loạn mắt đấy các bạn. Cực kỳ loạn mắt luôn. Nhơn. Thầy bây giờ thầy đỡ đơn giản thôi. Mấy quả đầu thì hơi quáng thôi chứ bây giờ thầy không đủ tuổi. Cái đỡ táo ấy mình chỉ ngại mấy cái thằng nó nhảy vào thôi anh em ơi. Mấy cái quả táo nó bay vòng vòng thôi. Chứ thầy thiếc mấy cái này thì nó quá đơn giản đấy mình ngồi. Nó không có gì hết. Đây là sợ mấy quả này. Nhìn lóa cả mắt luôn các bạn. Thật sự luôn á. Này, thầy. Hộ cái. Bây giờ thầy không thể làm tổn hại mình được các bạn ạ. Sợ mấy quả táo nó bay từ xa vào rồi. Nào. Đây à, mấy quả này nó mới dễ diệt mình đấy. Trời tức quá. Mấy quả táo nó mới diệt được mình các bạn ạ. Ok, mình đã luyện lên danh vàng rồi. Bây giờ mình sẽ thử phật lại cái bọn này xem nào. Xem có lại không. Vẫn là thằng đệ tử này. Thằng đệ tử cùi cùn này của mình. Nhơn. À lẽ ra mình không nên cầm cái búa này anh em ạ. Quên mất, lẽ ra mình nên đổi vũ khí. Lẽ ra mình nên đổi vũ khí các bạn ơi. Lại gồng à. Counter, ui không counter anh em ơi. À thằng này lại gồng. Né được không ta? Mình đang suy nghĩ có né được không này. Né thử xem nhá. Né. Không né được các bạn ạ. Không né được với nó. Được rồi. Gà Pussy. Bắn hết tên luôn anh em. Mới là bắn hết tên luôn. Giết được một con rồi. Tương vào mặt nó cho nó choáng. Ui nó cào đau vã man luôn anh em. Đỡ. Nó cào đau các bạn. Ừ. Bát vào mặt nó. Có chiêu thì xài hết luôn anh em. Ui quên đỡ rồi. Nhơn này. Bắn tên. Mày nhơn. Nhơn. Bởi mình khỏe lắm anh em. Nè. Ôi nó choáng lâu thế anh em. Choáng mấy tên nữa nhở.
Nó chưa hết choáng kìa anh em. Né. Ui. Vẫn chưa hết choáng các bạn ơi. À nó hết rồi. Né ngay. Bắn tên, có bao tên bắn hết luôn anh em. Nhờn. Nhờn. Ui. Nó lại choáng tiếp. Nó vừa mới hết choáng nó bên lại choáng tiếp. Quá đen rồi đổi than. Choáng liên tục luôn các bạn. Hình như cái búa là choáng liên tục thật đấy các bạn. Choáng này. Cái búa đam nó yếu nhưng nó choáng nhiều ghê luôn. Bắn linh hồn, bắn tên. Bắn tên. Ui, một tên 117.000 đam. Dã man. Cay cay. Này cay cay được bao tiền đó. Ui tìm toàn vàng thôi anh em ơi. Vàng rơi ra nhìn mà thèm nhảy cả rớt. 61.000 tiền. Ngon. Nó xong. Ủa cái gì đây? Magic bao. Ờ thằng này xong rồi, nó đi rồi. Yeah, vậy là mình đã hoàn thành chapter 2 chưa? Ủa? À đúng rồi, đã hoàn thành. Ờ nói chuyện với ông này tiếp. Oh, my hero. Thank you so much for finding pussy. What? Haha. No, he didn't attack you. The he just like to play. And he forget about poopy. I have terrible new. The weak sea is peering. The oh no 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 no. The complete the darkness. The send the all minion to destroy the fanny tree and turn off the light of the level scene. I know, right? She is the worst. And I'm the one being punished, please. How come nobody pushed her? You have kicked her all minion, but I and get the bad super tree. What is? I know. Blue finally. Please sleep. Don't let he tune the light off. Rồi chúng ta đã hoàn thành được chapter 2. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với chapter 3 nha mọi người. Để xem chapter 3 là cái gì. Và mình nghĩ là mình cần phải luyện tập một thời gian cực kỳ dài nữa mình có thể tới được chapter 3 các bạn ạ. Không biết có tất cả là bao nhiêu chapter ta. The Complete Decklist. Chapter 3 nhìn có vẻ dài đấy anh em. Vậy là mình đang ở đây. Ủa ở đây rồi nó không có mở thêm ạ. À đây. Nó sẽ mở ở đây. Và hình như là cái đích sẽ là cái khu rừng các bạn ạ. Hình như chỉ có 4 chapter thôi sao ấy. 4 hay 5 chapter thì mình nghĩ là vậy. Ờ nhưng mà trước sau cũng phải đi hết thôi. Và không biết bao giờ mình mới thuần phục được cái đàn cáo ta. Không biết bao giờ. Ở đây mình đã câu được 2 loại cá rồi. Chỉ còn 1 loại cá thôi. Và mình không biết đấy là bao giờ thì mình có thể không biết có tất cả mấy chapter các bạn ạ. Bạn nào chơi rồi có thể nói mình biết là có tất cả mấy chapter không. Đừng có spoil gì hết. Chỉ cần nói mình biết là có mấy chapter là được rồi. Mình trước tiên là vào đây đã xem nhận được một đống vàng. Mình đã có 127 vàng. Mình có thể gửi ngân hàng chưa? 172 vàng mới có thể gửi ngân hàng được các bạn ạ. Và rồi, ok các bạn. Có lẽ là mình sẽ dừng cái clip này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.